Hello, xin chào tặng máy nhờ số công nghệ nghe lén 4.0 hotline 0886992315. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người dòng sản phẩm camera ngụy trang chiếc ổ điện dân dụng nhé. Đó, đây là sản phẩm này. Đó, thì cái mẫu ổ điện dân dụng này thì rất là quen thuộc với những cái bạn ở quê rồi. Đó, thì cái mẫu này thì hầu như ở gia đình nào cũng dùng bạn nhé. Đó, và mắt camera được đơn vị nhà mình độ ở mặt đằng trước này bạn nhé. Giúp bạn có thể là quay quay hướng đằng trước như này. Đó, rất là tiện lợi. Và cái mẫu ổ điện gia dụng này sẽ gồm có 3 chấu cắm nhé. Thì cái mẫu ổ điện này thì các bạn vẫn có thể sử dụng điện như bình thường nhé. 3 chấu này thì bạn vẫn có thể cắm cơm này, sạc pin điện thoại này, cũng như là làm ăn lẩu này, nói chung là vân vân, làm như một cái ổ điện bình thường thôi. Và nó được độ thêm một mắt camera ở mặt đằng trước này bạn nhé, cho nó kín đáo. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm camera ngụy trang chiếc ổ điện dân dụng này thì cũng có nhu cầu cần độ chế camera vào trong những cái đồ vật đồ dùng trong gia đình của các bạn thì các bạn có thể là liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline trên mình đây, các bạn Zalo, Facebook số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh Tubi Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi các bạn đăng ký kênh Tubi Đăng Phát thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB, đơn vị nhà mình sẽ cài sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần tải ứng dụng điện thoại cho các bạn kết nối camera rồi dùng thôi bạn nhé. Sử dụng một chiếc camera ngụy trang, một chiếc ổ điện dân dụng này thì tương tự như những dòng camera V99, V100, F199 và S200 các bạn nhé. Sử dụng thì đều cái ứng dụng là lắp cam. Thì những bạn nào đã sử dụng cái ứng dụng là lắp cam rồi thì các bạn sẽ biết được là cái chất lượng ổn định nó như thế nào rồi bạn nhé. Thì cái đối với cái mẫu ổ điện này thì các bạn để sử dụng được thì bạn sẽ cần phải cắm một điện 24/24 bạn nhé. Còn mẫu ổ điện này sẽ không có pin, các bạn sử dụng thì bạn bắt buộc phải cắm bằng nguồn điện mới dùng được. Thì sau đây mình sẽ cắm bằng nguồn điện và sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng nhé. Mình sẽ cắm bằng nguồn điện. Khi bạn cắm bằng nguồn điện thì các bạn sẽ thấy một cái sáng cái đèn màu đỏ lên nhảy đúng không? Thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn bạn cách các bạn có thể tắt được cái đèn này đi. Thì để sử dụng được thiết bị thì các bạn sẽ cần tải cho mình một ứng dụng điện thoại là ứng dụng Lockcam. Bạn nào đang sử dụng điện thoại iPhone thì các bạn sẽ vào cửa hàng App Store. Còn bạn nào dùng điện thoại Samsung, Oppo thì các bạn sẽ vào cửa hàng là Safe Play nhé. Bạn gõ vào ô tìm kiếm này và sau đó bạn sẽ gõ cho mình vào đây cái ứng dụng là Lockcam. Đó, các bạn tải cho mình ứng dụng là Lockcam có biểu tượng màu xanh như này. Thì mình đã tải sẵn ứng dụng này về điện thoại rồi. Thì bước tiếp theo thì các bạn sẽ thoát ra ngoài màn hình chính nhé. Đó, tiếp theo thì bạn sẽ vào một cài đặt điện thoại nhé. Sau đó bạn sẽ chọn vào mục là Wi-Fi. Thì camera ngụy trang chiếc ổ điện dân dụng này sẽ phát cho các bạn một cái mã Wi-Fi có chữ G hoặc là có chữ F đằng trước và một dãy số là không mật khẩu thì bạn sẽ kết nối vào. Khi bạn kết nối xong thì các bạn sẽ thoát ra ngoài màn chính ấy. Và sau đó bạn sẽ vào trong cái ứng dụng Lockcam các bạn vừa tải về. Sau đó bạn chọn một cancel nhé. Khi các bạn chọn một cancel xong thì trên màn sẽ hiện chữ là Device Online. Các bạn xem thì các bạn sẽ chọn vào chữ Online này. Sau đó bạn sẽ chọn vào mục là cancel là xem nhé. Đây mình sẽ quay cam vào đằng trước cho bạn xem. Đây mình đang quay vào trong gian hàng của mình bạn nhé. Gian hàng của mình rất là nhiều hàng luôn. Bạn nào muốn bật tiếng lên thì bạn sẽ chọn vào cái loa nhé. Alo. Do camera và cái điện thoại của mình đang gần nhau nên là sẽ bị xung đột âm thanh. Còn khi mà các bạn đã kết nối xem từ xa rồi thì cái tiếng và âm như vậy sẽ mất đi bạn nhé. Tiếp theo thì bạn nào muốn chụp ảnh thì các bạn sẽ chọn máy chụp ảnh đây. Sẽ nó chụp ảnh màn hình nhé. Cũng như bạn nào muốn lưu lại video thì các bạn sẽ chọn ở bên cạnh của máy chụp ảnh đây sẽ là chế độ lưu video. 3 giây, 4 giây, 5 giây bạn nhé. Các bạn muốn lưu lại video thì các bạn sẽ bấm lần nữa là sẽ tự động lưu lại video vào trong cái ứng dụng là Lockcam. Tiếp theo thì hình tam giác này sẽ là giúp các bạn có thể là đảo chiều hình ảnh này. Nó sang trái sang phải này, đảo chiều lên xuống bạn nhé. Khi camera bạn quay một cái góc mà nó bị ngược chiều hình ảnh thì các bạn sẽ dùng chức năng là đảo chiều này. Còn khi mà hình ảnh nó thuận như này thì các bạn sẽ không cần dùng tới nhé. Tiếp theo thì hình mặt trời đây sẽ là giúp bạn có thể là chỉnh ánh sáng của hình ảnh này. Bạn có thể cho chế độ ánh sáng cao lên, cũng như bạn có thể giảm chế độ ánh sáng đi, cho chế độ ánh sáng nó thấp đi bạn nhé. Mình sẽ để chế độ ở giữa để cân bằng. Tiếp theo sẽ là chế độ hình quả cầu. Chế độ hình quả cầu đây sẽ là giúp các bạn có thể là chỉnh màu hình ảnh nhé. Bạn có thể cho màu hình ảnh nó đậm lên này, cũng như bạn có thể là giảm màu hình ảnh đi, cho màu hình ảnh nó thấp đi, nó nhạt đi bạn nhé. Mình sẽ để chế độ ở giữa đây cho nó cân bằng.
Tiếp theo sẽ là chế độ hình mặt trăng này sẽ là chế độ quay ban đêm này. Đó. Khi bạn bật cái chế độ quay ban đêm này lên thì hình ảnh sẽ trở về đen trắng và phạm vi các bạn quay ban đêm là được khoảng 10 mét ban đêm nhé, được rất là xa. Đó, đây. Đó, bạn muốn tắt chế độ ban đêm đi, bạn sẽ bấm lần nữa là tự động hình ảnh sẽ trở về ban ngày và sẽ có màu như bình thường. Đó, tiếp theo thì chế độ 1080 này sẽ là giúp bạn thể là chọn cái độ phân dài hình ảnh ở đây. Thì độ phân dài hình ảnh tối đa sẽ là 4K bạn nhé. Khi bạn chọn độ phân dài hình ảnh lên thành 4K thì ảnh rất là nét luôn và cam di chuyển đến đâu là hình ảnh sẽ tới đó, nó sẽ không bị chậm giây cũng như không bị giật gì hết. Đó. Đó, tiếp theo thì các bạn sẽ thấy ở trên cái đây trên đây nó sẽ sáng cái đèn màu hồng đây đúng không? Các bạn tắt cái đèn đi nhé, bạn sẽ bấm cái bóng đèn này. Đó, các bạn sẽ thấy đèn sẽ tự động tắt đi nhé. Đó, khi mà bật đèn lên, đó là đèn sẽ tự động bật lên. Đó, nói chung là mình bật hay tắt thì mình sẽ thao tác ở từ xa ở trên điện thoại hết nên là bạn rất là dễ sử dụng thôi. Đó, tiếp theo thì mình sẽ vào trong một cái đặc trưng ở trong cái ứng dụng là lắp cam và sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái đặc cơ bản ở trong cái ứng dụng này nhé. Cái đặt này, chọn vào mục device setting. Trong mục device setting này thì ứng dụng sẽ hiện tổng quan tất cả những cái mục cài đặt trong này. Thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái đặt cơ bản nhé. Đó, mục password đây sẽ là giúp các bạn có thể là đổi mật khẩu của camera. Mật khẩu mặc định camera này bạn sẽ nhập là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó là mật khẩu mặc định bạn nhé. Tiếp theo lưu password bạn sẽ nhập mật khẩu mới vào. Đó, sau đó confirm. Confirm là các bạn sẽ nhập lại mật khẩu mới. Bấm kích OK là các bạn có thể đổi mật khẩu camera rồi bạn nhé. Tiếp theo sẽ là mục SDK setting. Trong mục SDK setting này sẽ là giúp các bạn có thể là kích hoạt cái chế độ là tự động lưu video vào trong thẻ nhớ. Thì các bạn sẽ kích hoạt lên. Sau đó bên dưới này các bạn sẽ chọn vào mục là video duration. Các bạn sẽ chọn cái độ dài của video ở đây. Đó, thì độ dài của video sẽ có 4 chế độ độ dài nhé. 3 phút, 5 phút, 10 phút và 30 phút. Thì ví dụ như khi mà mình chọn là 5 phút thì camera sẽ tự động lưu video là 5 phút một file. Cứ 5 phút một file lưu vào trong thẻ nhớ các bạn nhé. Mà các bạn chọn là 3 phút này, 10 phút này và 30 phút thì cũng tương tự như vậy thôi. Đó, tiếp theo sẽ là một total đây. Total đây sẽ hiện dung lượng bộ nhớ ở camera. Thì vừa rồi mình gắn một chiếc thẻ nhớ là 32GB vào thì ở trong này sẽ hiện dung lượng bộ nhớ là 29995 MB. Free space sẽ là dung lượng còn thừa bộ nhớ bao nhiêu sẽ ở bên dưới này. Đó, còn trống rất là nhiều bạn nhé. Format sẽ là giúp bạn thể là xóa tất cả dữ liệu đi để thẻ nhớ thành một thẻ nhớ trống. Các bạn đồng ý xóa thì các bạn chọn mục là OK. Mà các bạn không được xóa các bạn cho một cancel nhé. Đây mình đã đồng ý xóa, mình sẽ xóa tất cả đi. Đó, các bạn sẽ đợi một chút thì mình sẽ xóa hết tất cả những dữ liệu ở trong cái thẻ nhớ đi nhé. Đó, đã xóa tất cả dữ liệu đi rồi. Đó, tiếp theo thì sẽ vào mục là wifi setting. Trong mục wifi setting này thì camera ngụy trang mình trước ổ điện dân dụng này sẽ tìm ra những wifi xung quanh nơi các bạn đang gắn chiếc camera này. Thì các bạn đang gắn chiếc camera này ở đâu thì camera sẽ tìm ra những wifi xung quanh ở đó. Thì sau đó bạn chỉ cần nhập mật khẩu wifi mà các bạn biết mật khẩu vào thôi. Rồi bạn kích OK là điện thoại của bạn đi đâu chỉ cần có wifi 3G, 4G thôi là có thể kết nối sang trực tiếp từ xa được các bạn nhé. Chỉ cần cái camera ngụy trang chiếc ổ điện dân dụng này các bạn gắn ở nơi mà các bạn có wifi đã kết nối sang từ xa thôi là đi đâu các bạn cũng có thể xem được hết. Và thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết của chiếc camera ngụy trang chiếc ổ điện dân dụng. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm camera ngụy trang này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0886 992345, kết bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh Vinlong Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc, nhận hàng bạn được bóc hàng ra kiểm tra và test thử, giống như video mình đã quảng cáo thì các bạn mới thanh toán tiền, mà không giống như video mình đã quảng cáo thì các bạn hoàn hàng cho mình và đơn vị nhà mình là không thu tiền phí ship của mọi người. Video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp mọi người ở những video clip sau.